Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Hành trình nhân ái tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Mục theo dòng thời sự, quản lý thu tiền điện tại các nhà trọ. Thuyết minh chuẩn cho hướng dẫn viên du lịch. Bước tiến mới trong tìm ra vaccine ngừa lao. Hiệu quả camera an ninh tại Đà Lạt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Hôm nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Cùng với các vị đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tham gia đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận này. Liên quan đến chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, các đại biểu cho rằng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải thiện. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của cả nước, đây vẫn là vùng còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, các đại biểu kiến nghị chính phủ cần tập trung các nguồn lực phát triển giáo dục đào tạo một cách toàn diện, quản lý hiệu quả nguồn lực giáo dục và đào tạo, trong đó cân nhắc xác định lộ trình mở rộng đối tượng giáo dục phổ cập bắt buộc, hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non, đồng thời nâng cao chất lượng dân số, quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Liên quan đến tỷ lệ hộ nghèo và những giải pháp để phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên, ông Đoàn Văn Việt, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng, khu vực Tây Nguyên, tỷ lệ hộ nghèo khoảng 12,86%, như vậy có đến 175.772 hộ. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm đến hơn 73% trên tổng số hộ nghèo. Đáng lưu ý là tỷ lệ tái nghèo vẫn còn cao. Tỷ lệ hộ nghèo phát sinh gần bằng 23% so với tổng số hộ thoát nghèo. Với các lý do tách hộ do hậu quả của thiên tai, lũ lụt, do điều kiện sinh kế không đảm bảo. Có nơi cứ 3 đến 4 hộ thoát nghèo thì chúng ta có một hộ tái nghèo. Đồng thời, việc đo lường giảm nghèo theo phương pháp đa chiều chưa thực sự có chuyển biến sâu sắc trong đời sống của các hộ nghèo. Chúng ta vẫn còn tập trung nhiều vào cái chiều thu nhập, quan tâm cuộc sống trước mắt. Các chiều còn lại góp phần cho giảm nghèo bền vững nơi này, nơi khác thì chưa được quan tâm một cách đầy đủ và đúng mức. Những phân tích trên cho thấy nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo bền vững được đảm bảo theo kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt chỉ tiêu đề ra. Số hộ nghèo thiếu hụt đa chiều có xu hướng giảm nhiều hơn trước. Nhưng những bài học kinh nghiệm của Việt Nam đã được nêu tại diễn đàn xóa nghèo và các vấn đề phát triển khác trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gần đây, như duy trì các thành quả trong tránh tái nghèo, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu, giải quyết vấn đề bất bình đẳng xã hội để không ai bị bỏ lại sau, đặc biệt là các nhóm yếu thế như đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, thiết nghĩ đó là những vấn đề thời sự mà chúng ta cần được quan tâm, chia sẻ. Thống nhất với những ý kiến đã phát biểu trước tôi, ở đây tôi xin đề xuất để công tác giảm nghèo bền vững đạt được một số kết quả tốt hơn, xin đề xuất một số giải pháp sau. Một là chúng ta cần hình thành suy nghĩ mới trong việc xây dựng chính sách giảm nghèo bền vững, phải thực sự gắn với nhu cầu trong đời sống của người dân ở các vùng, các miền khác nhau. Đầu tư cho sản xuất, chuyển đổi sinh kế là nhiệm vụ chủ yếu để tạo động lực cho các hộ nghèo chủ động vươn lên làm ăn, tránh tư tưởng ỷ lại, xóa bỏ suy nghĩ xem đầu tư của nhà nước là của cho. Do vậy, thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng. Thực tiễn đã có nhiều địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số biết tận dụng cơ hội, học hỏi lẫn nhau để làm ăn, từng bước cải thiện đời sống, thoát nghèo một cách bền vững. Thứ hai là, Quốc hội cần có nghị quyết chuyên đề để giao cho chính phủ tích hợp các chính sách giảm nghèo mà hiện nay chúng ta đang tản mạn với hơn 100 chính sách, với 10 bộ ngành điều hành để xây dựng một chương trình tổng thể thống nhất đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Chính phủ cần xem đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi là đầu tư cho phát triển. Đưa những vùng này không chỉ thoát nghèo mà còn có cơ hội vươn lên làm giàu, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, mà còn là góp phần bảo vệ biên cương của Tổ quốc, của đất nước.
tập trung nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tạo sức lan tỏa mạnh và lâu dài, khắc phục tình trạng đầu tư chồng chéo, manh mún, dàn trải, không nơi nào có đủ nguồn lực thực hiện chính sách, dẫn đến tình trạng phân tán, dở dang, kém chất lượng, không đem lại hiệu quả một cách thiết thực. Ba là xem xét để sửa đổi, bổ sung cơ chế phù hợp để đẩy mạnh việc thực hiện hợp tác công tư trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi trong nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh thực hiện các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57 của Chính phủ vừa qua. Thứ tư là phải kết hợp chặt chẽ hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn hỗ trợ nguồn lực cho đồng bào dân tộc thiểu số làm nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, tiếp cận với các nguồn vốn đầu tư để phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, đa dạng hóa hơn nữa các mô hình liên kết trong sản xuất, trong chế biến và trong tiêu thụ nông sản. Thứ năm là cùng với việc tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên, Chính phủ cũng cần có cơ chế, cần có chính sách kinh tế lâm nghiệp cho phù hợp, tạo sinh kế thực sự cho người dân ở các địa phương có rừng, gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững, đồng thời có các chính sách để chúng ta ổn định cuộc sống cho dân di cư tự phát, giảm thiểu rủi ro cho biến đổi khí hậu một cách thực sự có hiệu quả. Cũng tại phiên thảo luận này, các đại biểu cho rằng Chính phủ cần tiếp tục cải cách thể chế, hỗ trợ khu vực tư nhân trong nước, quyết liệt thực hiện tái cơ cấu kinh tế, thu gọn khu vực kinh tế nhà nước, đảm bảo thực hiện tốt chủ trương đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc vào một số thị trường lớn, đẩy mạnh tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công, giảm gánh nặng cho ngân sách. Sáng nay, ngày 27 tháng 10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Lâm Đồng phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ và Công đoàn cơ sở Agribank Lâm Đồng đã tổ chức chương trình hành trình nhân ái tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng tại xã Ca Đơn, huyện Đơn Dương. Bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đến dự. Cùng dự có đại diện chính quyền địa phương huyện Đơn Dương, đội ngũ y bác sĩ các bệnh viện và gần 300 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Ca Đơn. Hành trình nhân ái tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng là một hoạt động thường niên do Hội Thầy thuốc trẻ và Công đoàn cơ sở Agribank Lâm Đồng tổ chức, cùng chung tay với các cấp chính quyền địa phương chăm sóc sức khỏe cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ca Đơn, huyện Đơn Dương, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là ở những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại đây, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng đã khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 300 người dân xã Ca Đơn, huyện Đơn Dương. Đồng thời, đoàn y bác sĩ tình nguyện đã tiến hành tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng ngừa một số bệnh thông thường vào mùa mưa, bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường ăn uống, hô hấp, bệnh lây lan qua tay chân miệng, và giới thiệu một số phương pháp phòng chống tai nạn thương tích, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và dinh dưỡng hợp lý an toàn cho người dân. Nhân dịp người ta mời em đến đây là để khám bệnh, mấy anh chị tư vấn để mới biết bệnh mình ra sao, bác sĩ hướng dẫn cho mình uống thuốc như thế nào thì mình nghe lời bác sĩ. Trong hành trình lần này, Công đoàn Agribank tỉnh Lâm Đồng cũng trao 3 căn nhà trị giá 50 triệu đồng một căn cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 300 phần quà là nhu yếu phẩm có tổng trị giá trên 200 triệu đồng cho người dân địa phương. Em là một trong số được nhà nước chạy giờ hỗ trợ làm nhà tình thương tình nghĩa. Em được nhà nước hỗ trợ được trị giá 50 triệu. Em không biết nói sao, em rất là cảm ơn và sung sướng, hạnh phúc lắm. Rất là nhiều, tại vì cái nhà trước kia là bằng ván, không giờ em áo ước là từ lâu đã không có được một nhà khang trang hơn và để che nước, che mưa, che nắng. Nhưng nay đã được nhà nước và tất cả đã ủng hộ cho em rất là cảm ơn. Ngoài cái việc mà đầu tư tín dụng cho phát triển kinh tế xã hội cũng như là xóa đói giảm nghèo, nâng cao cái đời sống thu nhập cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung cũng như là địa bàn của huyện Đơn Dương, thì hàng năm thì Agribank chi nhánh Lâm Đồng phải dành ra một khoản ngân sách đáng kể để tài trợ cho lĩnh vực y tế, giáo dục, về xây nhà cho người nghèo, và đặc biệt thì trong đó có cái chương trình là phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ để tổ chức cái chương trình là hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, là
góp phần tức là khám bệnh và phát quà miễn phí cho khoảng 300 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trong tỉnh Lâm Đồng. Thì đây là một cái món quà tuy là nhỏ bé của cán bộ viên chức người lao động của Agribank Lâm Đồng, nhưng mà góp phần chia sẻ khó khăn cho những cái gia đình mà có cái hoàn cảnh khó khăn, mong họ là sẽ là vượt lên những cái khó khăn để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Hành trình tình nguyện nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của các tổ chức đoàn hội của hai đơn vị trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, phát huy tinh thần hành động tình nguyện vì an sinh xã hội, qua đó cổ vũ tinh thần sống đẹp vì cộng đồng của thanh niên, chăm lo sức khỏe cho nhân dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng tại chương trình hành trình nhân ái tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, bà Nguyễn Thị Lệ, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, ông Ca Mát, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, đã đến thăm hỏi động viên các gia đình được trao tặng các căn nhà từ nguồn quỹ phúc lợi của cán bộ công chức người lao động Agribank tại xã Ca Đơn, huyện Đơn Dương. Khai mạc Đạo Giới Đàn Đạo Quang năm 2018. Một theo dòng thời sự, giải pháp để quản lý thu tiền điện tại các nhà trọ trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Sáng ngày 27 tháng 10 tại Chùa Linh Sơn, thành phố Đà Lạt, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ khai mạc Đạo Giới Đàn Đạo Quang năm 2018. Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Ban trị sự. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Nguyễn Trọng Anh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo thành phố Đà Lạt, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện thành trên địa bàn toàn tỉnh. Đại giới đàn Đạo Quang diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10 tại Chùa Linh Sơn và Chùa Sư Nữ Linh Phong, thành phố Đà Lạt, thu hút sự tham gia thọ giới của hơn 750 tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh. Tại đây, sau phần thi sát hạch và vấn đáp về kinh, luật, luận, bán kiến đàn đại giới, đàn Đạo Quang, sẽ tuyển chọn và truyền trao giới pháp tỳ kheo ni, sa di cho các giới tử và các giới tử xuất gia, tại gia, có mong muốn tu học, trau dồi phẩm hạnh, làm cho đạo pháp ngày càng phát triển trang nghiêm và góp phần vào việc xây dựng một giáo hội phát triển bền vững trong tương lai. Đại giới đàn là một trong các chương trình hoạt động Phật sự quan trọng, mang tên Thiền sư Đạo Quang, một nhà lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo và là tấm gương về tu hành trí tuệ, đức hạnh vẹn toàn. Theo quy định của Bộ Công Thương hướng dẫn quy định giá bán điện tại các nhà trọ, thì đối với các đối tượng người thuê trọ là công nhân, sinh viên và người lao động, mức thu tiền điện không quá 2.300 đồng trên 1 kWh, cộng thêm 10% chi phí tổn thất. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, đa phần các nhà trọ trên địa bàn thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung vẫn thu cao hơn từ 30 đến 40% so với quy định. Vậy thực trạng của vấn đề này, nguyên nhân vì sao và giải pháp của ngành chức năng trong công tác quản lý thời gian tới? Một theo dòng thời sự sẽ phân tích cụ thể hơn về nội dung này. Là sinh viên khoa luật của trường Đại học Đà Lạt, hiện đang thuê trọ tại khu nhà trên đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8. Mặc dù biết đối tượng sinh viên nhận được ưu đãi về giá điện không quá 2.300 đồng 1 kW, cộng thêm 10% chi phí tổn thất. Tuy nhiên, khi đến thuê trọ, sinh viên này vẫn phải chịu giá điện 3.000 đồng 1 kW. Và 3.000 đồng 1 kWh cũng là mức giá bình thường đối với xóm trọ mà các sinh viên đang thuê. Còn tại một số nhà trọ khác, mức giá phải trả từ 3.500 đến 4.000 đồng 1 kWh. Em thì cái quy định đó hình như ở các phòng trọ không có áp dụng. Tại vì cái giá đó, giá chung mà phòng trọ vẫn lấy 3.000, toàn trên 3.000 hết. Nên là em thấy các phòng trọ vẫn chưa áp dụng cái quy định của Bộ Công Thương ạ. Cũng như anh Hùng, là người lao động đi làm tại một công ty tư vấn bảo hiểm trên địa bàn thành phố Đà Lạt với mức lương chưa đầy 4 triệu đồng một tháng. Hàng tháng ngoài các khoản tiền nhà, tiền sinh hoạt, mỗi tháng chị Hải cũng phải dành hơn 100.000 đồng để trả tiền điện cho 30 kWh. Như em thì em từng ở trọ 1-2 chỗ, thì ở trọ cũ thì nó sẽ là, người ta sẽ lấy từ 3.000 một ký, còn một trọ sẽ lấy 4.000 một ký, còn ở trọ ở chỗ này thì là 3.000 một ký. Theo em nghĩ thì nó hơi mắc so với giá sinh viên.
Vậy thì đặc thù của Đà Lạt đó, là do lạnh nên là sinh viên không mỗi lần khi tắm hoặc giặt thì sinh viên sẽ sử dụng nước nóng. Mà khi sử dụng nước nóng thì sinh viên sẽ phải cắm điện, cắm ống siêu tốc hoặc là cắm cái bình sục. Đó sẽ là kéo theo đó là sẽ mất nhiều tiền điện hơn so với những khu vực khác. Nhưng mà do tình hình chung á, thì tất cả mọi người đều áp dụng nên là thôi, mình ở thì mình cũng áp dụng như mọi người theo. Thống kê trên địa bàn thành phố Đà Lạt hiện có trên 1.500 nhà trọ đăng ký hoạt động kinh doanh. Đa phần các đối tượng thuê trọ chủ yếu là sinh viên và người lao động. Dù đã có quy định hướng dẫn giá bán điện dành cho các đối tượng sinh viên, công nhân và người lao động, mức giá không quá 2.300 đồng một kWh, cộng thêm 10% chi phí tổn thất. Tuy nhiên, trên thực tế, theo tìm hiểu của phóng viên, mức thu tiền điện của các chủ nhà trọ tại thành phố Đà Lạt hiện nay dao động từ 3.000 đến 3.500 đồng một kWh. Thậm chí, một số nhà trọ còn thu trên 4.000 đồng một kWh điện. Tâm lý chịu đựng, không dám nói, không dám phản ánh trước sự bất công này, đó là tình trạng chung của những người thuê trọ hiện nay. Dạ, một tháng trung bình em trả khoảng cỡ 150. Em thấy khoảng cỡ 3.000, 2.500, 3.000 thì là hợp lý hơn. Tại vì giá điện cao thì mình sử dụng nhiều như các thiết bị điện thì nó ảnh hưởng tới giá tiền chung cũng như là mặt bằng chung của mình, ảnh hưởng tới việc mình thiếu tiền về các nhu cầu khác. Không biết thì thấy ấy thế nào thì tôi thu cả cháu như vậy thôi. À tất nhiên là cũng phải một mình phải nhà trọ mình phải bù đấy. Chứ còn theo với nhớ xá sinh viên thì mỗi cái đường dây thì tuy mình ấy có đồng hồ thật nhưng mà nó vẫn kiểu nó vẫn hao hụt đấy. Cho nên nhà chủ nhà trọ thôi thì mình phải bỏ thêm cho các cháu. Chứ còn nếu mà thu đúng là thì không bao giờ đủ được. Theo em biết thì những cái phòng trọ đó là do chủ ép mà cái phòng ít phòng trọ mà họ phải muốn kiếm được nhiều thu nhập thì họ phải tăng giá điện nước lên. Bọn em cũng có nói mà không có chuyển biến nên bọn em có thể chuyển phòng khác với kiếm phòng điện nước rẻ hơn thì bọn em ở. Được biết, theo quy định của Bộ Công Thương và việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện, trường hợp chủ nhà trọ đứng tên ký hợp đồng mua bán điện sẽ được cấp định mức hoặc áp một giá theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3. Cụ thể, cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Theo đó, 1 người được tính là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là 3/4 định mức, 4 người được tính là 1 định mức. Cũng theo ngành điện lực, trường hợp không thể kê khai được số người thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 từ 101 đến 200 kWh, 1.858 đồng 1 kWh, chưa bao gồm VAT, cho toàn bộ sản lượng điện. Chủ nhà trọ có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hóa đơn tiền điện hàng tháng, do công ty điện lực phát hành, cộng thêm 10% cho tổn thất điện năng, chi phí chiếu sáng và bơm nước dùng chung. Như vậy, nếu tính cả thuế VAT, thì giá điện mà người thuê phải đóng sẽ không cao hơn 2.300 đồng một kWh. Thực tế là các cái hộ dân cho sinh viên trọ có khả năng người ta tính cao hơn cái quy định của nhà nước. Thì cái việc này nó gây cái ảnh hưởng là cái khó khăn cho người lao động, cho sinh viên. Nhưng có một điều mà đối với ngành điện thì chúng tôi chỉ tuyên truyền cho người dân biết làm như thế là vi phạm. Còn chúng tôi không có cái chức năng để mà phạt hành chính họ. Mặc dù đã có quy định cụ thể như vậy, tuy nhiên đa phần các chủ nhà trọ ngại phiền phức nên không nộp hồ sơ sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú của cơ quan công an quản lý địa bàn cho bên bán điện để được cấp định mức hoặc được áp một mức giá điện sinh hoạt của bậc 3, 1.858 đồng một kWh, chưa bao gồm VAT. Chính vì thế, khi tổng điện năng sử dụng vượt mức 200 kWh, sẽ bị tính mức giá cao bậc 4, bậc 5, bậc 6, tương ứng với 2.340 đồng một kWh, 2.615 đồng một kWh và 2.701 đồng một kWh, chưa bao gồm VAT, dẫn đến người thuê nhà phải đóng tiền điện với giá cao. Mặt khác, một số chủ nhà trọ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người thuê nhà mà kinh doanh giá điện thu cao gấp 2-3 lần so với giá thông thường để kiếm lợi. Để thực hiện tốt cái việc là giá điện cho sinh viên học sinh thì theo tôi, đầu tiên chúng ta tuyên truyền nâng cao cái nhận thức cho người sử dụng, người thụ hưởng, biết được cái giá điện của mình sử dụng là 1 kWh là giá bao nhiêu để chúng ta có cái quản lý
và theo dõi kiểm soát trong quá trình chúng ta thực hiện. Về mặt quản lý nhà nước thì tôi cũng đề nghị là khi mà chúng ta kiểm tra cấp phép cho các nhà trọ, nhà nghỉ này thì chúng ta cũng phải có một cái quy định chặt chẽ đối với lại nhà trọ đó bằng các biện pháp như là ký cam kết bán đúng giá. Thứ hai là phải có cái hệ thống đo đếm điện chính xác, rõ ràng. Và một cái quan trọng nữa là phải các sở ban ngành cùng phối hợp với ngành điện chúng tích cực kiểm tra thường xuyên cái việc thực hiện của các chủ nhà trọ, nhà nghỉ. Cũng theo ngành điện lực, đối với những trường hợp vi phạm, tại Điều 12 khoản 6 của Nghị định số 134/2013, ngày 17 tháng 10 2013 của Chính phủ đã quy định mức xử phạt từ 7 đến 10 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt. Cái công tác mà kiểm tra giá bán điện thì hàng năm thì Sở Công Thương chúng tôi là phối hợp với điện lực và các ngành có liên quan thì vẫn thường xuyên triển khai. Thì qua cái công tác đó thì chúng tôi cũng thực hiện nhiều cái biện pháp cùng với điện lực, đó là công tác tuyên truyền, rồi công tác là ký các cái cam kết đối với chủ nhà trọ và cũng có những hình thức là tuyên truyền xử phạt. Song song với cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi vẫn thực hiện đầy đủ và lần này thì về phía Sở Công Thương là cho thực hiện cái việc là rà soát lại với cái ngành điện lực, đó là đối với những cái quy định ví dụ như 4 hộ là một 4 người là một hộ, thế thì chúng ta phải có cái rà soát để trên cơ sở chúng ta tính lại là số hộ nè, rồi tính lại cái số người để đảm bảo là những người trọ, sinh viên hoặc là người lao động sẽ được tiếp cận với cái giá điện đúng quy định. Đặc biệt là chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh là ban hành một cái quyết định 1967, và lần này thì đối với cái quyết định 1967 thì chúng tôi sẽ phối hợp với điện, với công an tỉnh, rồi với Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và điện lực các huyện để củng cố chứng cứ. Thế thì bây giờ cái quan trọng là cái việc tuyên truyền, nhưng bên cạnh đó thì cũng phải có cái hình thức là xử phạt đối với những cái hành vi mà cố tình vi phạm. Rõ ràng bên cạnh các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện giá bán điện của các nhà trọ, thực hiện niêm yết công khai biểu giá bán điện tại khu nhà cho thuê, tại các điểm tập trung dân cư, nơi tiếp dân của Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Các ngành chức năng địa phương trên địa bàn tỉnh cũng cần thường xuyên phối hợp kiểm tra theo dõi, giám sát việc đảm bảo cho người thuê trọ được hưởng giá bán lẻ điện sinh hoạt đúng quy định, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chủ cho thuê vi phạm để hạn chế trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước để thu lợi. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn trên các lĩnh vực. Đến nay, 11 trên 12 huyện, thành phố trên địa bàn Lâm Đồng đã hoàn thành việc trồng cây phân tán năm 2018, với gần 50.000 cây đạt gần 97% kế hoạch. Riêng thành phố Đà Lạt đạt 91%, các địa phương còn lại đạt từ 85-90%. Tuy nhiên, việc trồng rừng tập trung theo các chương trình dự án và trồng rừng chính sách hơn 3.170 ha, hiện mới trồng trên 1.240 ha, đạt hơn 40% kế hoạch. Giống cây trồng chủ yếu là thông ba lá, sao, muồn, mắc ca. Địa bàn có diện tích trồng rừng lớn trên lâm phần các huyện Đam Sơn, Bảo Lâm, Di Linh, Lạc Dương, Lâm Hà và Đà Lạt. Song song với trồng rừng, các đơn vị chủ rừng đã triển khai đồng bộ công tác giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng. Vì vậy, các diện tích rừng được trồng mới phát triển tốt. Đồng thời, nhân dân trên địa bàn đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng do mình nhận chăm sóc và quản lý. Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp công nghệ Tân Việt Á ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt tiến hành lắp đặt thử nghiệm thay thế gần 50 bóng đèn LED tại hệ thống chiếu sáng công cộng trên trục đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú, đoạn từ vòng xoay Kim Cúc đến điểm bưu điện VNPT tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, hệ thống đèn LED này có ưu điểm tiết kiệm từ 60-70% chi phí điện, đặc biệt tuổi thọ trung bình cao trên 5 năm và độ sáng đạt gần 3.000 ca. Ngoài ra, đối với bóng đèn LED này còn có hệ thống cảm biến tự động cho phép cài đặt các chế độ tự chỉnh ánh sáng theo thời gian sử dụng. Việc lắp đặt thử nghiệm hệ thống đèn LED này không chỉ giúp thành phố xây dựng các phương án tiết kiệm điện tại các khu vực chiếu sáng công cộng, mà còn tạo điều kiện cho người dân và phương tiện lưu thông đi lại thuận tiện hơn, góp phần bảo vệ môi trường và tăng hiệu quả sử dụng. Cũng theo đại diện công ty giải pháp công nghệ Tân Việt Á, trong 2 tháng lắp đặt, đơn vị sẽ tiến hành đo đạc, kiểm tra đánh giá về những tính năng ưu điểm vượt trội của hệ thống đèn LED này so với những hệ thống đèn cao áp thông thường được lắp đặt hiện nay, sau đó xây dựng báo cáo để trình các ngành chức năng thành phố xem xét thực hiện. 350 triệu đồng là số tiền mà công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh tại tiểu khu 163B, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt sẽ bị xử phạt theo quyết định số 2165 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
vì hành vi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trái quy định. Qua kiểm tra tại nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt do công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng Xanh làm chủ đầu tư, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện đơn vị này đã có hành vi chôn lấp khoảng 30.000 mét khối chất thải rắn trên diện tích 1 hectare đất trong khu vực, thay vì tiêu hủy bằng công nghệ đốt. Ngoài mức phạt trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng còn buộc công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng Xanh có biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu do hành vi chôn lấp chất thải rắn gây ra. Được biết, nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2015 với công suất thiết kế giai đoạn 1 là 200 tấn chất thải rắn một ngày. Tuy nhiên, từ khi hoạt động đến nay, nhà máy này thường xuyên không xử lý kịp thời rác thải, dẫn đến tồn đọng kéo dài, gây ô nhiễm môi trường quanh khu vực. Phần tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Để hướng dẫn viên du lịch thuyết minh chuẩn cho du khách. Bước tiến mới trong tìm ra vaccine ngừa lao. Nhằm tránh tình trạng tuyên truyền thông tin sai lệch về văn hóa lịch sử Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung, Sở Du lịch Đà Nẵng vừa phối hợp thực hiện bài thuyết minh chuẩn về một số điểm đến nổi tiếng trên địa bàn và phổ biến rộng rãi trong cộng đồng hướng dẫn viên. Việc làm này nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều người. Đây là bài thuyết minh về Bảo tàng Điêu Khắc Chăm Đà Nẵng với 3 phiên bản tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Trung vừa được Sở Du lịch thành phố này cung cấp cho cộng đồng lữ hành và hướng dẫn viên trên địa bàn. Thông tin chính thống, đầy đủ là nhận định chung của nhiều hướng dẫn viên. Khi mà chưa có những cái thông tin, những cái bài thuyết minh chính thống thì mình phải góp nhặt từ những cái bài thuyết minh ở trên mạng, bài này chắc bài kia. Thì đôi lúc là có những cái thông tin nó hơi bị sai lệch một xíu đó, nhưng mà khi mà có cái này thì cảm thấy là rất là hữu ích. Cái động thái này của Sở Du lịch Đà Nẵng thì nó giúp cho các bạn có được một cái nguồn tư liệu đáng tin cậy, và trên cơ sở đó thì các bạn mạnh dạn thuyết minh. Tôi cho rằng đây là cái điều rất là hoàn toàn đúng đắn trong cái bối cảnh hiện nay. Được triển khai thực hiện từ giữa tháng 9, đến nay các bài thuyết minh chuẩn về 4 điểm danh thắng cùng một bài giới thiệu chung về thành phố Đà Nẵng đã được Sở Du lịch phổ biến rộng rãi trong đội ngũ hướng dẫn viên, đặc biệt là hướng dẫn viên tiếng Trung và tiếng Hàn. Chúng tôi đã đăng tải những cái bài thuyết minh này trên cái trang web của mình. Thì tất cả mọi hướng dẫn viên có thể vào cái trang web để mà tải cái tài liệu về nghiên cứu và cung cấp cho khách hàng của mình một cách chính thống. Sở Du lịch Đà Nẵng mà thực hiện được như thế thì là rất là tốt. Theo tôi thì tôi thấy là chi tiết này là tôi rất là ủng hộ. Là một du khách thì tôi thấy là như vậy là rất là hữu ích. Việc ngành du lịch Đà Nẵng chủ động cung cấp các bài thuyết minh đầy đủ, tin cậy cũng được xem là một giải pháp góp phần hạn chế tình trạng hướng dẫn viên thuyết minh sai, thậm chí xuyên tạc văn hóa lịch sử như đã từng xảy ra trên địa bàn. Chúng ta sẽ hạn chế được là cái việc có một số trường hợp là thuyết minh sai, thuyết minh không đúng, thuyết minh xuyên tạc điểm đến của chúng ta. Và chúng ta cũng có cơ sở để mà triển khai các hoạt động kiểm tra giám sát, chế tài các cái hướng dẫn viên này một cách có cơ sở. Và chúng ta có cái văn bản để nó tham chiếu. Được biết, hiện nay Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đang xây dựng nội dung các bài thuyết minh này theo hình thức quét mã QR code tại các điểm đến để hỗ trợ du khách chủ động tìm kiếm, tra cứu các thông tin liên quan. Mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh thải ra hơn 8.000 tấn rác thải sinh hoạt. Và để giữ gìn thành phố Hồ Chí Minh xanh sạch đẹp, những người công nhân vệ sinh môi trường đô thị phải làm việc vất vả gần như 24/24 giờ trong môi trường độc hại. Cuộc sống vất vả, nhưng khó khăn nhất với họ là tình trạng nợ lương kéo dài nhiều năm từ năm 2013 đến nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết tình trạng này. Mỗi ngày, bô rác Sở Gà, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 300 tấn rác sinh hoạt. Xả rác ra vào liên tục, các công nhân phải trực 24/24 giờ, hầu như không có ngày nghỉ, để vừa tiếp nhận xử lý rác thải ban ngày, vừa canh rác đổ chợ ban đêm. Công việc vất vả, làm mãi rồi cũng quen. Thời gian qua, việc nợ lương đang khiến chị em công nhân thêm nhiều lo lắng cho gánh nặng cơm áo của gia đình. Nhiều anh em cũng ở phòng trọ, không lương tháng thì chỉ có 6-7 triệu tháng thì ở phòng trọ, nhiều người cũng khó khăn tới tháng coi chi tiền nhà trọ đồ này kia, ăn uống đồ này kia thì lúc cũng gặp rất nhiều khó khăn. Lương thì nhà này
bên công ty nợ mình thì mình nợ lại chủ phòng trọ thì nó cũng khó khăn, nhưng mà cái gì mình cũng phải trang trải. Đấy, lương là tạm ứng cho nhiêu đó thôi chứ chẳng biết là bao nhiêu hết. Thì cái mong làm sao mà đồng lương lúc nào nó cao cao lên chút cho đời sống công nhân nó đỡ. Tình trạng nợ lương, chậm lương công nhân vệ sinh môi trường đô thị vẫn tái diễn nhiều năm qua. Được Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lý giải là do chậm ban hành đơn giá cho việc vận chuyển xử lý rác, do đó mà không có căn cứ để chi trả cho các đơn vị tham gia. Tình cảnh này cũng đẩy các công ty dịch vụ công ích vào khó khăn. Cũng mong muốn rằng các ban ngành lãnh đạo thế nào làm rốt ráng vấn đề đơn giá, ha, rồi các thủ tục hành chính gì đó gọn lẹ để cho cái tiền để chuyển về cho kịp thời, để cho cái điều kiện sống của anh em nó khỏi vất vả. Ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về giá đối với dịch vụ thu gom vận chuyển rác sinh hoạt, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị thành phố đã nhận được hơn 50,5 tỷ đồng để chi trả lương cho công nhân cách năm 2013, 2014, 2015. Riêng giai đoạn 2016, 2017 còn phải chờ công giá mới. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường đã nhanh việc phân cấp ủy quyền xác định nhanh khung giá để sớm giải quyết dứt điểm việc nợ lương công nhân vệ sinh. Đồng thời thành phố cũng yêu cầu các công ty dịch vụ công ích phát huy sự năng động trong kinh doanh thay vì trông chờ vào ngân sách. Andrea, một nhà sản xuất thuốc lá hàng đầu của Mỹ, vừa thông báo sẽ ngừng kinh doanh một số sản phẩm thuốc lá điện tử, trong bối cảnh có nhiều quan ngại cho rằng những sản phẩm này có thể khuyến khích hút thuốc ở độ tuổi không thích hợp. Andrea đã thông báo với Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ về kế hoạch ngừng bán hai loại thuốc lá điện tử dùng nicotine lỏng có hương vị là MarkTen Elite và Apex by MarkTen. Ngoài ra, Andrea cũng sẽ sớm ngừng bán các loại nicotine vị trái cây và kẹo, dù vẫn sẽ duy trì bán những sản phẩm thuốc lá điện tử khác giống thuốc lá thông thường hoặc những loại có hương vị bạc hà và truyền thống. Thuốc lá điện tử là thiết bị chạy bằng pin, hoạt động theo cơ chế đốt nóng nicotine dạng lỏng để người dùng hít vào. Những sản phẩm này ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt là giới trẻ. Theo số liệu khảo sát sơ bộ, trong năm 2018, tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm học sinh phổ thông tại Mỹ đã tăng 75% so với cùng kỳ một năm trước đó. Bệnh lao được coi là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất trên thế giới, khi lấy đi sinh mạng của hơn 1,6 triệu người mỗi năm. Tuy nhiên, một loại vaccine mới được bào chế có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này. Giai đoạn thử nghiệm thứ hai đối với vaccine ngừa lao có tên M72AS01E đã được thực hiện trên gần 3.600 người lớn ở Kenya, Nam Phi và Zambia. Trong đó, một nửa số người tình nguyện được tiêm vaccine mới, số còn lại được cho tiêm giả dược. Sau 2-3 năm, bệnh lao phổi phát triển ở 22% số người được tiêm giả dược. Còn trong nhóm đã được tiêm vaccine M72AS01E, chỉ có 10% bị lao. Tính trung bình, loại vaccine này đạt hiệu quả bảo vệ tới 54%, đồng thời không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Đây được xem là một hy vọng mới cho cuộc chiến chống lại bệnh lao. Cơ quan giám sát Liên bang Nga trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng cho biết, mạng dịch vụ tìm kiếm Google sẽ bị phạt với mức từ 500 đến 700 nghìn ruby, tương đương với hơn 7.000 tới 10.000 đô la Mỹ, do không tuân thủ luật pháp nước này về việc kết nối với hệ thống thông tin liên bang có chứa danh sách dữ liệu bị cấm khai thác. Cơ quan giám sát Liên bang Nga dẫn điều 15.8 của luật vi phạm hành chính liên bang về thông tin, công nghệ thông tin và bảo vệ thông tin. Theo đó, các nhà điều hành công cụ tìm kiếm hoạt động tại Nga có nghĩa vụ phải loại trừ các tài nguyên Internet bị cấm khai thác khỏi kết quả tìm kiếm, và Google đã không tuân thủ quy định này. Hiện Google từ chối bình luận về quyết định của nhà chức trách Nga. Cơ quan giám sát Liên bang Nga đã tiến hành kiểm tra Google và sẽ đưa sự việc trên ra tòa. Google sẽ có thời gian kháng cáo. Sau đó, tòa sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về mức tiền phạt. Camera an ninh tại thành phố Đà Lạt có phần trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương, là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Phủ sóng camera đang được thực hiện tại nhiều thành phố lớn, với hy vọng giúp kéo giảm tội phạm, kiểm soát trật tự giao thông, nâng cao chất lượng sống và hình ảnh văn minh đô thị. Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, việc lắp đặt camera cũng đã được tiến hành và mang lại nhiều hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là tang vật cùng đối tượng trộm cắp tài sản được đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản của người khác. Hầu hết các đối tượng này lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân và thực hiện các hành vi phạm pháp của mình. Không chỉ vậy,
các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, môi trường cũng đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Thành quả đó có một phần đóng góp không nhỏ của quần chúng nhân dân, từ việc đồng lòng đóng góp kinh phí cùng chính quyền địa phương, đầu tư hệ thống an ninh, camera giám sát tại các khu vực phức tạp về an ninh trật tự. Chọn những cái khu vực trọng yếu như cửa ngõ ra vào, ngã ba, ngã tư và các cái cơ quan đơn vị như trụ sở Ủy ban Nhân dân, trạm y tế, các đơn vị trường học, chợ ở các cái khu vực nhạy cảm ra vào của phường. Từ cái việc này thì chúng tôi trong thời gian thực hiện đến nay thì qua cái camera an ninh thì lực lượng chức năng của phường đã có cái khám phá, rồi sử dụng, truy xuất, bắt nóng, bắt nguội nhiều vụ. Trong đó thì làm rõ và trả lại tài sản cho một số cơ quan, đơn vị mất tài sản. Các tổ dân phố triển khai tới cộng đồng khu dân cư và được mọi người ủng hộ. Nói chung là từ khi mô hình điểm ở cái cụm 52 camera an ninh của địa phương, rồi phường thấy có hiệu quả cao, nhân rộng trong toàn phường và được mọi người ủng hộ. Nói chung là cơ bản tới giờ này là camera đem lại hiệu quả, những trộm cắp xe, lỡ đụng xe rồi là quay lại là phát hiện ra nó rõ ràng hơn. Thống kê của ngành chức năng Đà Lạt cho biết, toàn thành phố hiện nay đã có 620 camera được lắp đặt và đưa vào hoạt động. Đến nay, tất cả 16 trên 16 phường, xã đều đã lắp đặt hệ thống này. Hệ thống này khi đưa vào vận hành đã giúp các cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ việc về an ninh trật tự. Những dữ liệu ghi lại trên hệ thống này đã giúp xác định, làm rõ nhiều đối tượng vi phạm, giúp cho công tác quản lý địa bàn tốt hơn, hiệu quả hơn. Trước mắt về cái thuận lợi thì có thể nói là được bà con nhân dân trên địa bàn phường người ta đánh giá rất cao về cái mô hình của tổ dân phố này. Và cái hiệu quả mang lại là một cách thiết thực, đáng kể, nhân dân người ta rất chi là phấn khởi. Và lực lượng công an phường cũng như là lực lượng công an thành phố nói chung là lấy từ đây là một cái mô hình mang ý nghĩa rất sức quan trọng. Như riêng đối với Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình camera an ninh. Phải nói rằng cái camera an ninh đem lại rất nhiều cái hiệu quả trong công tác đảm bảo cái an ninh trật tự nói chung, về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Thì bên cạnh đấy thì cũng được sự chỉ đạo của đồng chí trưởng công an thành phố. Hiện nay chúng tôi cũng đang phối hợp với các ban ngành đoàn thể để trích xuất camera, trong đó xử lý quyết liệt đối với số lượng cò du lịch trên địa bàn. Đây là cái số đối tượng đã làm ảnh hưởng đến cái tình hình du lịch của địa phương, hình ảnh của Đà Lạt thân thương. Bên cạnh đấy thì còn xử lý một số các cái việc khác như là truy xuất các cái hiện tượng mà quảng cáo rác trên các cái địa bàn, như là các dán các trụ điện không nơi quy định và số nhân dân chưa có ý thức vứt rác không đúng nơi quy định. Mô hình camera giám sát tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư tại thành phố Đà Lạt hiện nay đã đem lại hiệu quả thiết thực, có tác động trực tiếp đến nhận thức, suy nghĩ và hành động của người dân. Với 620 camera an ninh giám sát ghi hình tự động trang bị hầu hết tại thành phố Đà Lạt, từ sự vận động đóng góp của người dân trong năm 2017 đã giúp các ngành chức năng thành phố phát hiện nhiều vụ việc. Cái điều khác ở mô hình chính sự hiện diện của hệ thống camera tại các điểm công cộng đã làm ý thức chấp hành giao thông của nhiều người trở nên tốt hơn. Không còn nhiều cảnh đi ngược chiều, giảm bớt việc xả rác nơi công cộng, rác quảng cáo dán tràn lan ở các vị trí công cộng. Đồng thời, các hành vi này đã được phát hiện xử lý kịp thời. Thành phố có giao cho bên phòng tư pháp thì hỗ trợ về hỗ trợ cho các phòng ban đơn vị về các thủ tục pháp lý, hướng dẫn về thủ tục pháp lý về cái xử phạt bằng hình thức mà chiết xuất hình ảnh qua hệ thống camera, mà chúng ta hay nói là xử phạt nguội dựa trên kết quả của các hệ thống nghe nhìn của thành phố. Hai nữa là chỉ đạo cho công an các phường xã thống kê báo cáo và đánh giá hiệu quả của cái hệ thống camera để cho cái hướng đến là các hệ thống camera là có đạt được hiệu quả cao nhất trong cái về mặt mà hình ảnh và âm thanh trong này. Thứ hai nữa là trong cái quá trình thực hiện
thì cũng chỉ đạo cho công ty đô thị là có cái trách nhiệm là thường xuyên là cắt tỉa các cái cành cây ở trong thành phố để không che khuất cái tầm nhìn của camera. Cái tầm hai nữa là thay các bóng đèn chiếu sáng để đảm bảo độ ổ sáng cho cái camera có hình ảnh tốt nhất để phục vụ cho công tác mà quản lý hành chính ở trong địa phương. Trong năm 2018, thành phố Đà Lạt sẽ tiếp tục vận động người dân ở tất cả 16 phường xã cùng chung tay để lắp đặt thêm hệ thống camera cho giai đoạn 2. Việc tận dụng công nghệ thông tin và hoạt động điều tra, kéo giảm tội phạm, đảm bảo an toàn và bình yên cho người dân là điều rất nên làm hiện nay. Việc lắp đặt camera ở khu dân cư, các địa điểm kinh doanh, vui chơi và các khu vực công cộng khác được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần đảm bảo an ninh, hỗ trợ đắc lực cho ngành chức năng, phát hiện sớm các biểu hiện nghi vấn, cung cấp chứng cứ, tài liệu truy nghiên, phục vụ cho công tác điều tra tội phạm trong tình hình hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.